Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà người cao tuổi và các hộ nghèo. Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa làm việc tại huyện Xín Mần. Hà Giang đẩy mạnh hội đàm công tác quản lý lao động qua biên giới Việt Trung. Gương về đoàn viên Đỗ Viết Quyết ở phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang làm theo lời Bác. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 9 tại huyện Mèo Vạc, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thảo Hồng Sơn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang. Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Nguyễn Cao Cường thôi giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh, chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc nhiệm kỳ 2010-2015 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc nhiệm kỳ 2011-2016 kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2014. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động đồng chí Nguyễn Chí Thường thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng nhấn mạnh, công tác luân chuyển, điều động cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đợt điều động luân chuyển này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cân nhắc và quyết định dựa trên năng lực công tác sở trường của các đồng chí. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng mong muốn các đồng chí được điều động bổ nhiệm khi nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng nắm bắt công việc, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị mới, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành, của địa phương. Ngay sau lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Hội đồng Nhân dân huyện Mèo Vạc khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 bất thường để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cho thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với ông Nguyễn Chí Thường và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016. Hội đồng Nhân dân huyện Mèo Vạc đã tiến hành bỏ phiếu, ông Nguyễn Cao Cường đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc nhiệm kỳ 2011-2016. Nhân dịp quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và ngày vì người nghèo 17 tháng 10 năm 2014, chiều ngày 28 tháng 9, đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã đi thăm hỏi tặng quà người cao tuổi và người nghèo tại thị trấn Việt Lâm, xã Việt Lâm, xã Trung Thành và xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên. Thăm hỏi tặng quà người cao tuổi gồm bà Nguyễn Thị Xìn, 100 tuổi, thôn Lùng Sinh, xã Việt Lâm; Nguyễn Thị Xá, 85 tuổi, thôn Trung Sơn, xã Trung Thành; Hoàng Thị Thọ, 90 tuổi, thôn Bản Mán, xã Phong Quang. Các hộ nghèo gồm Lâm Thị Khẳn, tổ 11 thị trấn Việt Lâm; Hoàng Văn Sâm, thôn Hát, xã Việt Lâm; Lèn Văn Đức, thôn Tàn, xã Trung Thành. Tặng quà tại các gia đình người cao tuổi, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đàm Văn Bông đã động viên và chúc các cụ cao tuổi sống lâu, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng trong việc dạy bảo con cháu, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và xã hội. Đối với các hộ nghèo, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đàm Văn Bông đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, việc làm và đời sống của các hộ nghèo và động viên các gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn, lao động sản xuất, không ngừng nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế. Đồng thời đề nghị, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương, tiếp tục quan tâm hơn nữa tạo điều kiện, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ngày 27 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đi tặng quà cho người cao tuổi và hộ nghèo nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và Ngày vì người nghèo 17 tháng 10 tại huyện Đồng Văn. Đến thăm và tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các cụ cao tuổi Sùng Dũng Nhù, thôn Dình Lùng; Vàng Mí Hờ, thôn Nhiều Lũng Phìn, xã Tà Phìn; Phần A Thùng, thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn và các hộ nghèo; Vàng Thị Mí, thôn Mà Lùng, xã Tà Phìn; Chào A Hòa, thôn Lài Cò; Su A Pên, thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe đời sống của các gia đình. Chúc các cụ cao tuổi sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng, là niềm tự hào cho con cháu. Mong muốn các cụ dạy bảo con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đối với các hộ nghèo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn mong muốn ngoài sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước thì các hộ cần phải cố gắng chịu thương chịu khó thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa tới người cao tuổi và người nghèo, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các hộ vươn lên trong cuộc sống, lao động, phát triển kinh tế gia đình. Vừa qua tại xã Quân Lùng, huyện Xín Mần, Ban Chỉ đạo Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hà Giang đã đến kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Xín Mần. Tại buổi làm việc, đoàn đã được nghe báo cáo việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện. Thông qua việc quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo quyết liệt, đa số cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã có sự nhận thức đúng đắn và sự chuyển biến tích cực trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ. Tệ nạn tảo hôn đã giảm theo từng năm, tình trạng tảo hôn dần được đẩy lùi. Về việc cưới, hầu hết các đám cưới được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm theo đúng quy định của luật hôn nhân và gia đình, phù hợp với tập quán truyền thống văn hóa của từng dân tộc. Về việc tang, các gia đình có đám hiếu, lễ tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán truyền thống văn hóa của từng dân tộc và hoàn cảnh gia đình. Các hủ tục lạc hậu trong việc tang cơ bản đã được loại bỏ. Về lễ hội, các lễ hội được duy trì hàng năm, tổ chức trang trọng, đúng nghi thức dân gian truyền thống, nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn được tổ chức để thu hút người dân và du khách tham gia. Phát biểu tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hà Giang đánh giá cao những việc mà xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần đã làm được trong thời gian qua và đề nghị huyện, xã cần tiếp tục làm tốt công tác chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phát huy tốt vai trò của hội nghệ nhân dân gian. Việc xây dựng các hương ước, quy ước là cần thiết, tuy nhiên cần phải bám sát vào các quy định của nhà nước ban hành, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và có những biện pháp kịp thời khắc phục những khó khăn tồn tại trong thời gian tới. Những năm qua, thực trạng số lao động tự do sang Trung Quốc làm thuê trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn cao, nhất là ở các huyện biên giới. Trước thực tế đó, rất khó khăn cho các cấp các ngành trong công tác quản lý và bảo vệ quyền lợi cho người lao động qua biên giới. Hàng năm, tỉnh Hà Giang đã có những giải pháp giải quyết việc làm như mở rộng thị trường, đưa lao động đi làm việc ở các tỉnh trong nước và xuất khẩu lao động. Song số lao động được giải quyết việc làm mới hàng năm còn thấp so với nhu cầu thực tế. Vì vậy, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn, nhất là ở các xã biên giới, còn gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, những lúc nông nhàn, người dân không có việc làm, nên việc tự do sang Trung Quốc làm thuê còn cao, gây khó khăn trong công tác quản lý cũng như bảo vệ quyền lợi người lao động. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, số lao động sang Trung Quốc làm thuê 9 tháng năm 2014, toàn tỉnh có trên 16.000 lượt người. Trong đó, riêng 4 huyện vùng cao phía Bắc có trên 11.000 lượt người, chủ yếu đi theo đường mòn, sông suối, không qua các cửa khẩu, không có giấy tờ xuất cảnh, chiếm trên 77%. Số lao động sang Trung Quốc có giấy tờ xuất cảnh và xuất cảnh hợp pháp chiếm khoảng 23%. Thực tế đã xảy ra tình trạng người lao động sang Trung Quốc làm việc trong điều kiện không đảm bảo, không được trả tiền công, nhiều người bị trục xuất về Việt Nam. Đặc biệt có trường hợp người lao động bị thiệt mạng, gây thiệt hại cho gia đình và người lao động, tạo ra nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Trước tình hình trên, tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các huyện, các ngành nắm tình hình và có giải pháp để quản lý lao động tự do sang Trung Quốc làm việc, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện là mấy. Vì vậy, thông qua việc tăng cường đẩy mạnh các cuộc hội đàm của đoàn đại biểu Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, Việt Nam với đoàn đại biểu Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, có ý nghĩa quan trọng trong việc bàn, thống nhất các điều khoản nhằm phối hợp cùng thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ quyền lợi người lao động qua biên giới hai nước. Qua kết quả hội đàm, thì chúng ta đã đạt được những một số kết quả như sau. Vấn đề thứ nhất là hai bên đều thống nhất đồng tình. Vấn đề là cần phải phối hợp một cách chặt chẽ giữa các cơ quan chính quyền của hai bên về quản lý lao động khu vực biên giới để giúp cho người lao động của cả hai bên không bị thiệt thòi sau khi xong làm việc. Vấn đề thứ hai nữa là hai bên đã thống nhất được 10 cái điều mà để trình với cấp ủy và lãnh đạo chính quyền. Nếu ký được cái thỏa thuận này thì tôi cho rằng đây là một cái điều kiện hết sức thuận lợi cho công tác quản lý chúng ta.
Thứ nhất là về vấn đề đối tượng quản lý, về đối tượng lao động, thì trên cơ sở ký kết hai bên đã thống nhất được các đối tượng lao động đi ở cơ vùng phải có những tổ chức và phải có những cơ quan có trách nhiệm để quản lý phối hợp nắm được cái số lao động của cả hai bên sang làm việc qua biên giới. Đây là cái vấn đề hết sức quan trọng, vì có nắm được cái danh sách, có nắm được cái đối tượng và số lượng và cái địa điểm nơi làm việc thì mới công tác quản lý mới được một cách chặt chẽ và giúp cho người lao động của phía chúng ta sang bên Trung Quốc, cũng như nếu như có lao động của Trung Quốc sang làm thuê với Việt Nam thì mới quản lý một cách chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn. Qua cái ký biên bản, qua cái thỏa thuận biên quản thỏa thuận cơ bản này nhá, một là cái giải quyết vấn đề là cái phục vụ cho quần chúng của người biên giới làm người lao động. Cái thứ hai là cái đảm bảo cái quyền lợi của các người lao động, thúc đẩy giao lưu, sự giao lưu, cái để tạo điều kiện sự qua lại và hợp tác của hai bên. Cái thứ ba là cái thực hiện đấy thì là có hai yêu cầu của người lao động của hai bên bổ sung cho nhau. Chúng tôi tới thì là hy vọng đấy, rất mong muốn sự giao lưu và hợp tác giữa Châu An Sơn và tỉnh Hà Giang nói riêng, tỉnh Vân Nam và nói chung, tỉnh Vân Nam, tỉnh Hà Giang nói chung, thế thì càng ngày càng được phát triển. Thông qua cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang Việt Nam với đoàn đại biểu Tài nguyên Nhân lực và An sinh Xã hội Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, được chính quyền hai bên xem xét và nhất trí tổ chức thực hiện. Đây sẽ là hướng đi nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý và bảo vệ quyền lợi người lao động qua biên giới đạt kết quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới, tạo điều kiện cho cư dân qua lại, làm việc, đáp ứng nhu cầu cả hai phía. Nằm trong dự án nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng, tỉnh Hà Giang năm 2014, trong các ngày từ 26 tới 28 tháng 9, tại huyện Yên Minh đã diễn ra hội thi tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/AIDS cụm các xã trên địa bàn huyện. Năm 2014, huyện Yên Minh là địa phương duy nhất được lựa chọn để tiến hành tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/AIDS từ cấp xã đến cấp huyện. Trong đó, 18 xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Minh sẽ thành lập đội thi của đơn vị mình với 5 thành viên là cán bộ trạm y tế trường học, nhân viên y tế thôn bản, tuyên truyền viên, giáo dục viên đồng đẳng phòng chống HIV/AIDS. Việc tổ chức thi cấp xã được tổ chức thi theo hình thức cụm để lựa chọn những đội xuất sắc nhất tham gia thi cấp huyện. 18 đội thi trên địa bàn huyện Yên Minh được tham gia thi tại 3 cụm, mỗi một cụm gồm 6 đội thi. Các đội thi sẽ phải trải qua 3 phần thi bắt buộc là màn chào hỏi, thi kiến thức và thi hùng biện. Bằng sự sáng tạo và kinh nghiệm thực tế trong công tác, các tuyên truyền viên đã mang đến hội thi những tiểu phẩm ngắn được dàn dựng công phu với nội dung về việc tiếp cận các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, cung cấp thông tin, giúp họ có kiến thức thay đổi hành vi và nguy cơ phòng lây nhiễm HIV cho bản thân, gia đình và cộng đồng, biết cách giảm thiểu các tác hại HIV/AIDS gây ra cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Đồng thời cũng khuyến khích những người nhiễm HIV/AIDS tích cực tham gia các hoạt động xã hội, câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng, vừa để giúp đỡ lẫn nhau, vừa tham gia tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Qua ngày hội thi ngày hôm nay thì tôi cảm thấy rất là vui, vì là qua chương trình này thì mọi người có thêm kiến thức về HIV/AIDS và mọi người qua đây thì mọi người cũng hiểu rõ thêm, có cơ hội để gửi tới toàn thể cộng đồng là về kiến thức chung về HIV/AIDS và mọi người nắm được HIV/AIDS không đáng sợ như chúng ta nghĩ. Ngoài mục đích nâng cao kỹ năng truyền thông của các tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, hội thi còn là dịp để các tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Qua hội thi này, các tuyên truyền viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông trực tiếp làm thay đổi hành vi lây nhiễm HIV/AIDS đối với mạng lưới tuyên truyền viên phòng chống HIV/AIDS tại địa phương và đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về căn bệnh thế kỷ này trong cộng đồng, thu hút sự quan tâm và tham gia của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống, có các biện pháp ngăn ngừa, giảm tác hại của căn bệnh này trong cộng đồng. Thông qua cái hội thi này để tuyên truyền đến người dân những cái kiến thức cơ bản của HIV/AIDS, và cái nữa đó là làm sao để thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân về HIV/AIDS mà cái sự huy động, sự vào cuộc của các cấp chính quyền và tất cả những cái
ban ngành đoàn thể chung tay cùng cái dự án đưa kiến thức đến người dân và đưa cách phòng chống đến người dân, sao hạn chế cái tốc độ lây nhiễm HIV trong cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng đồng bào dân tộc số của huyện Minh. Hội thi tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/AIDS năm 2014 trên địa bàn huyện Yên Minh là điểm nhấn trong công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS của tỉnh Hà Giang, không những đạt được kết quả đa chiều mà còn mở ra hướng tiếp cận mới, hiệu quả trong công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày 27 tháng 9, Chi đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Hà Giang đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014-2017. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù Chi đoàn Ngân hàng Vietinbank Hà Giang hoạt động trong đơn vị kinh doanh tiền tệ với khối lượng và áp lực công việc rất lớn, nhưng với sự nỗ lực cố gắng, Chi đoàn Ngân hàng đã đạt được một số kết quả đáng biểu dương trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức lối sống, giáo dục ý thức pháp luật cho các đoàn viên chi đoàn đã được đẩy mạnh, qua đó đã kịp thời định hướng tư tưởng chính trị đạo đức lối sống cho đoàn viên chi đoàn. Trong công tác thực hiện hai phong trào lớn của đoàn là phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội bảo vệ Tổ quốc và phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp đã được đoàn viên chi đoàn hưởng ứng nhiệt tình với các hoạt động xung kích tình nguyện tham gia ủng hộ ngày công, giúp đỡ các gia đình chính sách, xây dựng nông thôn mới tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Trong nhiệm kỳ qua, chi đoàn của ngân hàng đã có 10 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 78 lượt đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2014-2017 với các chỉ tiêu 100% đoàn viên chi đoàn xếp loại khá trở lên, trong đó 90% các đoàn viên xếp loại xuất sắc, chi đoàn đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh, 100% các đoàn viên chi đoàn hưởng ứng thực hiện các phong trào xung kích và đồng hành của thanh niên. Đại hội chi đoàn Ngân hàng Công Thương Hà Giang đã bầu ra ban chấp hành chi đoàn lần thứ 3 nhiệm kỳ 2014-2017 gồm 3 đồng chí. Ngày 28 tháng 9, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Xín Mần phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, Khoa Huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện năm 2014. Tại lễ phát động đã có gần 200 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu và kết quả đã được trên 60 đơn vị máu. Số tình nguyện viên còn lại là thành viên trong câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống. Đây là nguồn máu sống dự trữ, sẵn sàng hiến máu cứu người khi có nhu cầu từ người bệnh. Hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Xín Mần không chỉ là phong trào mà còn là trách nhiệm và tình cảm của quân và dân trong huyện, là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người, cũng là truyền thống tương thân tương ái. Phong trào hiến máu tình nguyện, một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ nghĩa cử này, biết bao người bệnh đã vượt qua cơn hiểm nghèo. Vì vậy, hiến máu từ lâu đã trở thành một nghĩa cử cao đẹp cần được phát huy. Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ Hà Giang hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, chưa một lần được gặp Bác Hồ. Nhưng 8 lời dạy của Bác khi người lên thăm Hà Giang vào năm 1961 vẫn luôn được các thế hệ đoàn viên thanh niên khắc ghi trong trái tim với sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn vô hạn. Từ đó đã xuất hiện không ít những gương điển hình trong việc làm theo lời dạy của Bác. Tấm gương anh Đỗ Viết Quyết, đoàn viên chi đoàn tổ 9, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang là một điển hình như vậy. Sinh ra và lớn lên tại tổ 9, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, chàng thanh niên Đỗ Viết Quyết với niềm đam mê trồng trọt và chăn nuôi, anh Quyết luôn suy nghĩ đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh đã tận dụng nguồn đất đai sẵn có của gia đình tập trung phát triển kinh tế. Với sự năng động nhạy bén của tuổi trẻ, năm 2012, anh Đỗ Viết Quyết đã được đoàn phường Ngọc Hà chọn làm ủy viên ban chấp hành chi đoàn tổ 9. Thông qua các buổi họp chi đoàn, anh Quyết đã được tìm hiểu và luôn khắc ghi 8 lời dạy của Bác khi người lên thăm Hà Giang. Với lời dạy của Bác về việc ra sức sản xuất, thực hành tiết kiệm là kim chỉ nam giúp anh cố gắng thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Bằng sự kiên trì và ham học hỏi, anh đã mạnh dạn xuống Vĩnh Phúc tìm hiểu trồng thử nghiệm 40 cây bưởi diễn và 10 cây bưởi lai. Đến nay, cây bưởi đã cho thu hoạch, mỗi năm mang về cho anh nguồn thu nhập 30 triệu đồng. Không chỉ dừng lại đó, năm 2013, được tuyên truyền tập huấn về trồng rau theo mô hình Việt Gáp, anh Quyết đã dành toàn bộ 1.200m2 diện tích vườn để trồng rau sạch theo mùa. Ngoài ra, anh còn phát triển chăn nuôi thêm lợn, gà, vịt để tận dụng nguồn phân bón cho vườn rau. Từ đó, gia đình anh đã ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên phát triển kinh tế và trở thành hộ khá trong tổ. Mỗi năm trừ các khoản, gia đình anh thu về gần 100 triệu đồng.
Là một cán bộ của đoàn viên thanh niên, tôi luôn ghi nhớ 8 lời dạy của Bác Hồ. Tôi coi đó là một kim chỉ nam để giúp tôi phát triển kinh tế. Tôi tận dụng các nguồn đất của gia đình sẵn có để trồng trọt và chăn nuôi. Từ đó gia đình chúng tôi đã cuộc sống đã được cải thiện và được ổn định hơn. Sinh năm 1990, đã có vợ và một con gái. Hiện nay vợ chồng anh Quyết sống cùng bố mẹ. Với cương vị là một cán bộ đoàn, anh Đỗ Viết Quyết luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và gắn việc làm theo lời Bác với chất lượng hiệu quả trong công việc. Anh cùng với các đồng chí ban chấp hành chi đoàn thường xuyên tuyên truyền vận động để 8 lời căn dặn của Bác Hồ khi lên thăm Hà Giang đi sâu vào tâm trí của mỗi đoàn viên thanh niên, nhanh chóng phát hiện và biểu dương những tấm gương vượt khó học giỏi, thực hành tiết kiệm, tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn. Bên cạnh đó, anh Quyết cũng luôn là người đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế của địa phương. Về anh Quyết thì là một đoàn viên thanh niên rất là cần cù, chịu khó trong cái công việc phát triển sản xuất kinh tế hộ gia đình, thực hiện theo cái 8 lời Bác Hồ dạy khi lên thăm và căn dặn đồng bào các dân tộc Hà Giang. Thì đồng chí Quyết cũng đã rất là tích cực tham gia cùng với gia đình trong việc phát triển sản xuất kinh tế hộ gia đình để nâng cao cái đời sống cho bản thân. Và ngoài cái việc tích cực phát triển sản xuất thì đồng chí Quyết cũng là một đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong việc tham gia các hoạt động đoàn. Trong thời gian tới thì thành đoàn Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, và đặc biệt là tuyên truyền và nâng cao cái chất lượng thực hiện cuộc vận động cũng như là 8 lời dạy của Bác Hồ lên thăm và căn dặn đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Hơn 50 năm đã đi qua kể từ ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Các thế hệ con cháu đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang ngày ngày vẫn khắc ghi những lời căn dặn của người và phấn đấu hơn nữa để làm thật tốt những lời dạy của Bác trong cuộc sống sinh hoạt và công tác để Hà Giang ngày càng phát triển. Anh Đỗ Viết Quyết chỉ là một trong số rất nhiều tấm gương của thế hệ trẻ thành phố Hà Giang khắc ghi và coi 8 lời căn dặn của Bác là ánh sáng dẫn lối chỉ đường để tuổi trẻ phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động cống hiến cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang ngày một giàu đẹp văn minh. Đội quản lý thị trường số 2 huyện Vị Xuyên đã tổ chức tiêu hủy 150 chiếc xăm xe máy giả tạo nhãn hiệu SCR và Casuvina. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2014, đội quản lý thị trường số 2 huyện Vị Xuyên đã tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 30X3970 của anh Đặng Quốc Hưng, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đang giao hàng tại thị trấn Vị Xuyên. Qua kiểm tra phát hiện một số lượng xăm xe máy gồm 110 chiếc nhãn hiệu SCR và 40 chiếc nhãn hiệu Casuvina, trị giá số hàng là trên 8 triệu đồng. Tại đây, chủ hàng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, nên đội quản lý thị trường số 2 huyện Vị Xuyên đã tạm giữ số hàng trên. Qua kiểm tra xác minh của cơ quan chức năng đã xác định toàn bộ 150 chiếc xăm xe máy trên là hàng giả. Đội quản lý thị trường đã xử phạt đối tượng 10 triệu đồng và tịch thu tiêu hủy toàn bộ số xăm xe máy giả mạo nhãn hiệu. Qua sự việc trên cho thấy, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hiện nay rất phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã. Sự nguy hiểm thể hiện ở chỗ, bên cạnh việc gây thiệt hại về kinh tế cho các doanh nghiệp, nó còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Trong thời gian tới, rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội để từng bước đẩy lùi được vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang tràn lan hiện nay. Trong những năm qua, với nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp cho các hộ vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, với mức vốn vay hiện tại là 30 triệu đồng, cũng còn thấp so với nhu cầu của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, có mục đích phát triển kinh tế gia đình theo hướng bền vững. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm cơ hội vươn lên làm giàu, vừa qua Thủ tướng Chính phủ và Ban Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tăng mức hỗ trợ vay vốn cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo từ mức 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng. Ngay sau khi có quy định, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Giang đã tiến hành rà soát lại các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh có nhu cầu vay thêm vốn để phát triển kinh tế. Gia đình anh Mã Văn Thượng, thôn Bản Loan, xã Yên Định, huyện Bắc Mê là một trong những hộ nghèo được vay nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội từ năm 2009 với tổng số vốn là 25 triệu đồng. Với số vốn đã được vay, gia đình anh đã đầu tư vào mở rộng gần 1 hectare diện tích ao nuôi cá và mua được 2 con lợn sinh sản.
Nhờ được vay nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, cuộc sống gia đình anh cũng đã dần ổn định. Mỗi năm thu nhập bình quân trừ các khoản chi phí, gia đình anh thu lãi trên 50 triệu đồng. Với mong muốn phát triển chăn nuôi để thoát nghèo bền vững, gia đình anh vẫn muốn vay thêm tiền ưu đãi nhiều hơn để xây dựng chuồng trại mở rộng chăn nuôi. Được phổ biến về việc nâng mức vay từ 30 triệu đồng lên tối đa 50 triệu đồng từ chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình anh rất mừng vì sẽ có thêm vốn liếng làm ăn, cải thiện đời sống. Thì được sự quan tâm của nhà nước cho vay tiền để chăn nuôi, chuyển sản xuất. Thì cũng 2-3 năm nay thì gia đình tôi cũng làm ăn không tương đối. Tính từ năm 2009 tới nay, toàn xã Yên Định đã có trên 600 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với tổng nguồn vốn trên 14 tỷ đồng. Thời gian qua, từ các nguồn vốn ưu đãi, nhất là chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo đã trở thành đòn bẩy phục vụ sản xuất, tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 25,5% năm 2009 xuống còn 19,5% cuối năm 2013. Tuy nhiên, với mức vay trước đây thì các hộ nghèo, hộ cận nghèo muốn phát triển sản xuất chăn nuôi với quy mô rộng hơn vẫn còn hạn chế. Theo khảo sát của xã Yên Định thì có trên 70% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn nhằm phát triển chăn nuôi để thoát nghèo bền vững, góp phần vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã. Thông qua cái vốn vay của Ngân hàng Chính sách đã giúp các hộ dân, hộ nghèo của xã Yên Định vượt qua những khó khăn nhất định, phát triển các cái mô hình kinh tế cũng như là mô hình trang trại. Một số các mô hình đã giúp bà con là thoát nghèo bền vững, và đặc biệt là trong cái giải pháp kinh doanh cũng như là chăn nuôi. Đây là một trong những cái vốn ưu đãi để cho bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Để phát huy nguồn vốn đối với các hộ nghèo và hộ cận nghèo, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Giang tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đối tượng thuộc diện được vay vốn, thực hiện công khai minh bạch về lãi suất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành đoàn thể, triển khai các hoạt động cho vay và thu hồi nợ lãi đúng quy định, chú trọng hướng dẫn người vay vốn, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích đạt hiệu quả cao nhất. Vừa qua, Hội đồng Quản trị, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội có cái quyết định cái thay đổi nâng mức cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo từ 30 triệu đến 50 triệu. Thì thực tế là cái chính sách này cũng đã được đông đảo hộ nghèo, hộ cận nghèo đón nhận. Thì thực hiện cái chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp trên thì Ngân hàng Chính sách tỉnh Hà Giang phối hợp với 4 tổ chức hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho bà con hiểu và nắm rõ được cái quy trình nghiệp vụ. Thì về mặt quy trình thì không có gì thay đổi. Ví dụ như hộ vay đang vay ở mức 30 triệu mà có nhu cầu vay 50 triệu, hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, có cái phương án để bổ sung mở rộng phương án xuất kinh doanh thì làm đơn và với cái để báo cáo với tổ trưởng, với tổ chức hội đoàn thể để tổ chức họp bình xét và gửi toàn bộ cái hồ sơ để đến Ngân hàng Chính sách Xã hội chúng tôi tiến hành cho vay. Với sự hỗ trợ về vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, hy vọng rằng các hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao nhất, và đây sẽ là động lực để giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngày 26 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Bắc Quang tổ chức tuyên truyền và thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Trong buổi tuyên truyền, Đội Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ gồm tìm hiểu về văn hóa giao thông, phân tích làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông với các lỗi uống rượu bia quá nồng độ quy định, không làm chủ được tốc độ, đi không đúng phần đường, không nhường đường đúng quy định tại nơi giao nhau, không có giấy phép lái xe, đua xe lạng lách đánh võng, dàn hàng ngang, sử dụng ô khi điều khiển xe đạp, xe máy, các quy tắc quy định của luật giao thông đường bộ, một số biển báo hiệu thông dụng khi tham gia giao thông. Đặc biệt trong buổi tuyên truyền còn đưa ra các câu hỏi trực tiếp cho các em học sinh trả lời về các nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông và cách ứng xử khi gặp tai nạn giao thông. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường hiểu hơn về luật giao thông đường bộ, mỗi người tham gia giao thông phải chấp hành đúng luật và có ý thức để giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
và xin kính chào tạm biệt.